còn nhiều đủ thôi loại bánh đó tụi con lát nữa ăn như bánh gì ăn thôi là hành trình mới nha bảy bánh tiếng đi đi mình làm cái clip ăn buffet với hồ bơi thì mình thấy cái yêu cầu này rất là hay nên team mình hôm nay sẽ thực hiện, các bạn cùng ủng hộ team mình nha. Ủa mình ăn buffet là món gì mẹ? Cái phần đồ ăn á mẹ đang chuẩn bị, lát nữa con sẽ biết nha. Còn mẹ đang lo là mình sẽ làm cái gì để mà ăn lát nữa, để thức ăn trên mặt nước nó nổi đó mấy đứa. Trời, chuyện đó cứ để cho tụi con lo. Rồi thôi, cô giao cho mấy đứa lo đó nha, cô với Trang vô cứ lo cái phần đồ ăn. Dạ. Đi vô, đi vô. Mẹ đã chuẩn bị đồ ăn cái cuốn sẵn rồi, bây giờ mẹ con mình xuống chiên xúc xích nha Trang. Vinh, nhà em có cái mâm không Vinh? Có. Mà nhà em có cái chai nhựa mà không có nước không? Có. Nhà em có bao nhiêu không? Có. Thôi sao nhà em cái gì cũng có vậy? Trời, nhà em cái gì cũng không có thiếu không? Chỉ thiếu tiền anh ơi. Nhà em cái gì cũng không có thiếu hết, chỉ thiếu tiền anh ơi. Thôi nhà em vô lấy đi. Ê lên. Bây giờ mình sẽ rửa bát cho nó sạch nha các bạn. Chị như đây đủ chưa không? Trời ơi, để tôi coi xong mai rồi tôi mới biết được. Ok. Đâu, sắp rồi. Trời ơi. Trời ơi, ơi. Vừa khích luôn ông ơi. Ờ, đúng rồi, vừa khích luôn á. Thôi bây giờ mình bỏ mấy cái chạy đi. Đâu, cái này mình dán băng keo vô mới đúng. Ok, để tôi dịch lại cho. Ủa, làm này chi anh? Anh liên kết với cái chai này lại á. Rồi bỏ cái mâm lên cho nó không có chìm á. Rồi xong cái cốc đó, giờ chỉ cần lấy keo ngay mặt nhét lên, ngẩng cái mâm lên nữa là xong. Ok. Rồi xong rồi đó, giấy bút hòa hợp rồi đấy chứ đâu. Thôi anh mơ lên. Ừ. Rồi nè xuống. Rồi chị chạy lên. Chạy lên coi coi nó đó. Wow. Rồi đồ ăn cô đã chuẩn bị xong, bây giờ cô sẽ xuống dưới rồi tụi con truyền đồ ăn xuống nha. Rồi để cô xuống trước, cô để cái mâm của tụi con thiết kế xuống rồi nó nổi không nha. Dạ. Nếu không nổi là khỏi thực hiện kế hoạch này luôn. Wow. Nổi chuyện xong đây nè. Cô thiết kế rồi, nổi nhẫn trong cái sâu cô. Rồi, ổ bạn thiết kế luôn nè. Rồi thôi trái cây mình để trong pha, để xuống nước luôn nha. Wow. Rồi bánh cá để xuống nước rồi, để xuống đi mấy đứa ơi. Dạ, dạ. Nhẹ nhẹ thôi Vinh ơi, dạ vô xúc xích. Vô xúc xích đi. Quá trời quá trời. Bánh cá luôn coi. Cái này tắm vừa tắm hồ bơi mà vừa thưởng thức buffet như vậy, giống như là khách ở khách sạn năm sao hiểu đứa. Là ăn xúc xích đi. Ờ đúng rồi đó. Còn nếu chiên xúc xích nóng này ăn vô cho nó ấm con người đi. Với trái cây nữa nè, ăn xong ăn với cây. Nè. Còn nhiều đủ thôi loại bánh đó tụi con lát nữa ăn như bánh gì ăn. Rồi, ăn xúc xích. Rồi, mời các bạn xúc xích nha. Mời các bạn ăn. Mời các bạn nha. Ngon quá các bạn ơi. Lần đầu tiên mình ăn buffet với nó cảm giác nó tuyệt vời quá các bạn ơi. Bây giờ á trái cây này rửa rồi cô kết hợp ăn xúc xích với trái cây luôn. Thôi cho cô chơi gì thấy hả? Cô đập đáo không? Được đâu. Ăn cũng vậy nha. Ngon quá các bạn ơi. Lần đầu tiên cái cảm giác mà mình ăn ở dưới nước như thế này rất là ngon luôn á. Ăn nãy giờ cái nước quá anh em, bây giờ kiếm nước chị uống uống đi. Em uống nước nào luôn. Em uống nước này. À, thôi em uống biết nào. Uống nước bắp non đi anh em. Sẽ uống sữa 5 lọ đậu. Cái đây là mình tự phục vụ bản thân mình nha các bạn. Để coi uống cái gì. À, à nu nu ti bút. Nu ti bút. Quá bè. Ngon quá các bạn ơi. Là hành trình mới nha bạn. Bánh tiết. Rồi mời các bạn nha. Hello
là tiện lợi nha các bạn. Mình muốn ăn đồ ăn thức uống gì mình lấy trước mặt mình có liền nha các bạn, khỏi cần mà mình kêu phục vụ. Thôi để coi món nào ngon đây. Ngồi lại cái bụng gì em ăn chút xíu nữa để anh ăn luôn. Nè tụi con ăn đi, để nguội đúng không? Nè cái món này là món đặc biệt ăn liền á. Mình nói xong bài mà để bài mình dùng trước bạn. Ngon quá. Công nhận cái món xúc xích của cô mà đặc thiệt chứ. Thôi mơ uống xong rồi bệnh như mắc 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 mơ lắm. Ê, anh đừng có làm bậy với anh mà anh đây là nơi công cộng đó. Anh biết là bánh trái dưới đây đó nha. Còn có ra thì đi ra ngoài nha. Anh đi sao đi vậy? Đúng rồi. Ê, cho tôi đi với tôi mắc quá. Mình mới giải quyết xong, bây giờ mình uống nước tiếp nha các bạn. Trời ơi, mất nước là phải hồi phục lại nước chứ em. Mọi người ơi, tôi muốn con tưởng sao cậu trông thâm hậu dữ chứ. Ê cáo mà con. Thôi xem cái mặt thôi. Đúng luôn rồi. Trời ơi. Thử cái này luôn. Tụi con hãy dạy nó chưa? Dạ rồi. Thôi chắc mình lên mấy đứa ơi. Nếu mà ăn no quá mà ngâm ở dưới nước nhiều quá cũng không tốt á. Dạ. Rồi thôi, video của tụi mình đến đây là kết thúc. Nếu mà các bạn thấy hay thú vị cho tụi mình like, đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để nhận những video hay tiếp theo của tụi mình nha. Chào tạm biệt.